Khi Seok-hi biết được vô cùng ngạc nhiên, bố của bố mình giờ lại trở thành bố mình. Cô không thể nào chấp nhận được, đẩy cửa và đi ra ngoài. Cô nghĩ lại người mẹ đã nuôi nấng mình lại đi yêu ông của mình, khiến cô quyết tâm phải tìm ra được sự thật. Sau đó cô bình tĩnh lại hỏi Eun-jo, cô ấy có thể làm gì bây giờ? Eun-jo nói về mặt pháp lý cô ấy là con gái ruột của cố chủ tịch nên cô có quyền thừa kế. Miễn là cô ấy đăng ký thừa kế với tư cách là con gái của cố chủ tịch thì sẽ nhận được sự đồng tình. Lúc này quản gia Im vội vàng quay lại, nói rằng giấy xét nghiệm đã bị mất. Chắc chắn là quản gia Han đã sai người lấy đi. Seok-hi giờ đã hiểu ra. Hóa ra mục đích quản gia Han để quản gia cũ quay trở lại chỉ để cho cô biết thân phận thật sự của mình nhưng vẫn bất lực không làm gì được. Nhưng Seok-hi làm sao có thể sợ được. Cô đến top tìm quản gia Han. Sau một cuộc đối đầu khốc liệt, chính thức tuyên chiến với bà ta. Vào giờ ăn tối, Seok-hi mạnh mẽ bước vào. Cô cầm túi sách đặt lên bàn ngồi trên ghế, sau đó công bố cho mọi người biết. Tôi chính là con gái ruột của ông nội. Seok-hi đã bị đưa đi rời xa gia đình đã 15 năm. Nhưng tới một ngày cô ấy phát hiện ra ông nội yêu quý của mình bị bệnh nặng. Mặc cho bạn thân can ngăn, cô ấy vẫn quyết tâm về nước. Tuy nhiên phía bên này Han Jae-guk đã sớm nhận được báo cáo từ cấp dưới của mình. Giữa sân bay đầy áp người qua lại, bọn họ ngồi trong phòng xem kỹ từng bức ảnh một. Cuối cùng đã tìm thấy Seok-hi, nhưng cô gái vừa cởi mắt kính ra liền khiến bọn họ trợn tròn mắt. Lúc này Seok-hi đã lái một chiếc xe hơi sang trọng và đi đến bệnh viện. Trong phòng bệnh quản gia đang chăm sóc ông nội, Seok-hi mở cửa bước vào. Người quản gia rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cô, nhưng sau đó bà vẫn đóng cửa lại rồi đi ra ngoài. Seok-hi nhìn ông nội trên giường bệnh, trong lòng cô rất đau. Cô ấy nói với ông nội rằng cháu đã về rồi đây, bảo ông hãy nhanh chóng tỉnh lại để gặp cô. Quản gia ở bên ngoài lấy điện thoại ra báo tin Seok-hi đã trở về với phu nhân Yeong-seo. Vào giờ ăn tối, Seok-hi bước vào dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Cô ấy nói rằng bản thân chỉ là một vị khách không mời mà tới, vậy nên mọi người cũng không cần quá khách khí với mình. Nói xong cô liền ngồi vào ghế, người anh trai tiến lên nhiệt tình chào hỏi, nhưng lại bị Seok-hi không kiêng nể gì từ chối. Phu nhân vì để giảm bớt sự căng thẳng, liền lịch sự giới thiệu các thành viên mới trong gia đình với Seok-hi, nhưng Seok-hi chỉ bày ra một vẻ mặt chế giễu. Thấy vậy người anh hai liền nói Seok-hi đừng có tỏ ra quá thô lỗ. Seok-hi lập tức đáp trả nói bản thân như vậy đã thành thói quen rồi. Và đúng lúc này, Seok-hi phát hiện cậu nhóc trước mặt nhìn rất lạ. Cô nhìn sang người anh cả với ánh mắt nghi hoặc, nhưng anh cả lập tức xua tay. Sau đó cô lại nhìn sang cặp đôi nhà anh hai, thì thấy họ có vẻ không quan tâm gì. Không còn cách nào khác, cô chỉ đành trực tiếp hỏi cậu nhóc kia. Marcel Jin. Seok-hi choáng váng khi nhận được câu trả lời. Năng lực tuyệt thật. Quá tuyệt vời, thật sự là quá tuyệt vời. Nhưng bà ấy không phải là mẹ em. Cái gia đình này đúng là loạn bao nhiêu cũng không đủ. Seok-hi thân thiện bắt tay với cậu nhóc. Lúc này cha của Seok-hi là Mo Cheon-hi vội vã tiến vào. Mọi người đều cùng nhau đứng lên chào. Riêng chỉ có mình Seok-hi là vẫn bất động. Đã vậy cô còn nói với một giọng điệu mỉa mai. Bố cũng thật là biết cách làm người khác bất ngờ đấy. Vậy mà đem về cho con một đứa em đẹp trai mà đáng lẽ không nên có về thế này. Hóa ra mẹ của Seok-hi trước kia khi ở nhà này rất khổ cực. Seok-hi bị bọn họ đá ra nước ngoài đến nay đã tròn 15 năm. Ngoại trừ người ông nội luôn yêu quý cô ra thì tất cả những người khác trong nhà cô đều rất chán ghét. Ngoài việc lần này trở về nhà để chăm sóc ông nội, cô còn một việc quan trọng nữa là tìm ra sự thật về cái chết của mẹ. Thấy không khí trên bàn ăn lúc này quá đỗi căng thẳng, anh cả bèn lấy ra một chai rượu vang định dùng để giải tỏa bầu không khí. Nhưng sau đó lập tức co rúm người lại trước cái nhìn sắc lạnh của người cha. Thấy vậy Seok-hi bèn không kiêng nể gì giật lấy chai rượu uống, tự chúc bản thân sau này có thể có thêm nhiều người mẹ nữa. Người cha vô cùng tức giận đi đến trước mặt của Seok-hi, trực tiếp muốn ba mặt một lời với đứa con ngỗ nghịch này. Ông hỏi Seok-hi tại sao lại quay lại Hàn Quốc. Seok-hi liền nói cô thích về lúc nào thì cô về, chẳng cần bất kỳ lý do nào hết. Nghe xong người cha tức giận đến phát điên, Seok-hi cũng không chịu thua, lập tức đập bàn đứng dậy. Con đã không còn là một đứa trẻ nữa. Hơn nữa trong số những người ngồi đây thì người có đủ tư cách để đứng trong cái nhà này nhất không phải là con hay sao? Có phải không hả thưa mẹ kế? Cứ như vậy bữa tối vui vẻ của cả gia đình đã kết thúc. Ngày hôm sau Seok-hi đi mua hanbok, nhưng khi cô đang ngồi chờ thì tình cờ nghe được một cuộc trò chuyện về gia đình của chính mình. Cô chậm rãi thò đầu vào xem thử, hóa ra là một cô nàng minh tinh tên Nana. Lúc này cô ta đang cố làm khó nhân viên bán hàng, nói rằng bản thân là khách VIP muốn làm cái gì thì làm, nhưng đừng có quản vào việc của cô ta. Seok-hi đứng ngoài không thể chịu được bèn lên tiếng, nhưng Nana lại không biết danh tính của cô, bảo Seok-hi hãy cút đi. Seok-hi vốn chỉ định khuyên ngăn, nhưng thật không ngờ Nana còn không e dè gì mà càng trở nên kiêu ngạo. Thấy vậy Seok-hi bèn tiện tay dạy dỗ cô ta một bài học. Cô không hề kiêng dè gì vì trò chơi bây giờ mới chính thức bắt đầu. Cô nghĩ mình đang quay một bộ phim cổ trang à? Tại sao cứ động tí là giơ tay múa chân thế? Vì váy của Nana quá dài nên cô ta không chỉ không bắt được Seok-hi mà còn tự vấp ngã. Quá tức giận Nana chỉ biết nhặt đôi giày cao gót và rồi ném đi. Seok-hi thấy vậy cũng chỉ nhún vai thờ ơ, rồi tiện chân đá luôn đôi giày của Nana đi. Cứ vậy hai người họ vờn qua vờn lại tới tận lúc xuống tầng 1. Một minh tinh mỏng manh như Nana hoàn toàn không phải là đối thủ của Seok-hi. Từ đầu tới cuối cô ta đều bị Seok-hi vờn như vờn chuột. Người qua đường đi qua nhìn thấy đều đứng hết lại để xem kịch hay, còn lấy điện thoại ra để quay chụp lại.
Nana vì đã kiệt sức bèn dùng đến mưu hèn kế bẩn, lợi dụng lúc Seok-hi không chú ý muốn đánh lén, nhưng sau đó nhanh chóng bị Seok-hi ấn lên bàn lễ tân không thể nào nhúc nhích. Vì không thể nào đánh bại được Seok-hi, Nana nhanh chóng chuyển qua lời thoại kinh điển: "Mày biết bố mày là ai không hả?" Sau đó giật tay Seok-hi ra. Lúc này ngoài cửa có 3 chiếc xe chạy tới, chính là quản gia Han Trùng của bộ phim đi tới. Các vệ sĩ thì đưa hết tất cả những người đứng chụp hình bên ngoài đi vào trong cửa hàng. Nana nhìn thấy quản gia Han thì như thể nhìn thấy một vị cứu tinh, vội vàng yêu cầu quản gia hãy bắt Seok-hi lại. Còn Seok-hi bên này thì nhìn quản gia với ánh mắt khó hiểu. Sau đó quản gia Han liền giới thiệu danh tính của Seok-hi với Nana, khiến cho cô ta mắt trợn ngược vì bị sốc. Seok-hi đứng dậy hỏi quản gia Han tại sao lại bảo vệ người phụ nữ này, nhưng quản gia Han chỉ nói Nana chính là người mẫu độc quyền của MC Group, chính vì vậy nên mới bảo vệ cô ta. Nhưng Seok-hi một phát liền đoán ra ngay người phụ nữ này là ai, anh Wan-su hay là của Mo Wan-jun, nếu không vậy là của bố sao. Sau đó Seok-hi còn không quên chế giễu Nana không biết liêm sỉ, không bằng cả đứa trẻ con tiểu học. Nana tức giận đến nhai cả răng nhưng cũng chỉ biết bất lực, cuối cùng chỉ biết ngồi xuống đất rồi khóc lóc. Trong phòng khác, các vệ sĩ lần lượt mở ra những chiếc hộp bên trong đựng đầy những tâm sách. Quản gia Han cầm trên tay một tập tài liệu, nói với mọi người rằng chỉ cần xóa các video và ảnh đã chụp thì sẽ bồi thường cho họ một khoản tiền lớn. Sau đó tất cả mọi người đều vui vẻ ký tên đồng ý, nhưng chỉ có duy nhất anh chàng luật sư tên Yoon Jo là ngoại lệ. Anh ấy nói mình không hề chụp bất kỳ bức ảnh nào, còn nói mình là một fan hâm mộ của Nana, nên chắc chắn sẽ không tiết lộ bất kỳ điều gì. Sau đó anh ấy nhận cuộc gọi rồi đi ra ngoài, người gọi đến là chủ nhà. Nghe xong Yoon Jo chỉ biết thở dài ngao ngán vì tiền thuê nhà đột nhiên lại tăng. Thế nhưng cảnh tượng này tình cờ được Seok-hi nhìn thấy. Cô ấy hỏi Yoon Jo tại sao không ký tên vào tờ cam kết trong khi bản thân cũng đang rất thiếu tiền. Nhưng Yoon Jo nói rằng bản thân sẽ chỉ kiếm tiền bằng những công việc hợp pháp mà thôi. Seok-hi nghe xong thì liền cảm thấy anh chàng này rất thú vị. Sau đó cô đưa số điện thoại của mình cho Yoon Jo muốn chiêu mộ anh ấy vào làm việc cho mình. Còn chắc chắn rằng Yoon Jo có thể kiếm được rất nhiều tiền từ công việc này. Nhưng Yoon Jo lại cảm thấy như mình đang bị xúc phạm, giận dữ quay người rời đi. Tới khi về đến nhà, trong lòng anh lại vô cùng buồn tủi, thấy cha mình dù khuya vẫn còn phải bận bịu với công việc, trong lòng không thể không tự trách bản thân. Anh ấy muốn thuyết phục cha hãy đóng cửa hàng và nghỉ ngơi thật tốt, nhưng cha anh lại từ chối. Cha hỏi Yoon Jo có gặp khó khăn gì trong công việc không, Yoon Jo cũng không nói gì, chỉ im lặng cúi đầu. Cha Yoon Jo nói rằng ông đã buôn bán cả đời rồi, vì vậy bây giờ có rất nhiều khách hàng quen, ông bây giờ không thể cứ nói không làm nữa thì liền không làm. Còn nữa, ông cũng luôn tin tưởng con trai mình sẽ thành công. Sau khi nghe những điều này của cha, cảm giác tội lỗi trong lòng Yoon Jo còn tăng lên gấp bội, khiến cho anh cả đêm không thể ngủ nổi. Yoon Jo sau đó liền nghĩ đến lời mời của Seok-hi, nhấc máy muốn gọi nhưng vì lòng tự trọng anh lại bỏ máy xuống. Nhưng lúc này điện thoại đột nhiên reo lên. Alo, sao anh không gọi điện thoại cho tôi? Ngày mai gặp đấy nhé. Ngày hôm sau hai người họ gặp mặt nhau trong một nhà hàng. Seok-hi nhờ Yoon Jo giúp mình điều tra một việc. Mới giây trước Yoon Jo vừa kiêu ngạo nói rằng mình sẽ không chạy việc vặt, giây tiếp theo liền đã bị sốc vì số tiền công sẽ được trả. Có vẻ như đứng trước đồng tiền, lòng tự trọng luôn là thứ vô giá trị. Sau đó Yoon Jo lập tức tìm một người bạn để hỏi thông tin. Buổi tối đó Yoon Jo hẹn gặp Seok-hi để kể lại cho cô nghe kết quả. Số điện thoại đó là số đen, hơn nữa chủ nhân của số điện thoại cũng đã chết rồi. Thứ duy nhất có thể được tìm thấy là nơi người đó đã gửi tin nhắn. Seok-hi sau khi nghe thấy địa điểm thì vô cùng kinh ngạc, vì địa điểm đó ở gần nhà cô. Lúc này phía quản gia Han cũng nhận được báo cáo của cấp dưới và biết được sự tồn tại của số điện thoại đen kia. Bà ta nói với người của mình, tuyệt đối không được hành động hấp tấp, hãy chỉ bí mật điều tra. Ngày hôm sau khi Yoon Jo đang ăn sáng, bất ngờ nhận được cuộc gọi mời anh đến MC Group để phỏng vấn. Sau khi đập tay cổ vũ với cha mình thì rời đi. Luật sư hạng ba này chỉ tốt nghiệp từ một trường đại học bình thường, nhưng sắp được tham gia vào một buổi phỏng vấn công việc cho một tập đoàn rất lớn. Sau khi nhìn thấy thông tin của Yoon Jo, các giám đốc điều hành cấp cao đều không nói nên lời. Thậm chí có người còn đặt ra nghi ngờ về lần phỏng vấn này. Nhưng sau khi nghe quản gia Han nói thì tất cả đều cúi đầu không dám ho he gì nữa. Lúc này Seok-hi từ bên ngoài bước vào. Cách cô ấy chế nhạo các lựa chọn của top thật cũ kỹ và ngô nghê. Cô cười nhạo con mắt nhìn người của quản gia Han. Cuối cùng còn chưa nói xong, chuông báo động của tòa nhà đột nhiên kêu lên. Mọi người nhanh chóng bước ra khỏi phòng họp để kiểm tra xem có chuyện gì. Thì ra ở trên sân thượng có một ông chú đang muốn nhảy lầu. Một đội tình báo nhanh chóng đã tìm ra nguyên nhân. Hóa ra con gái của ông chú này từng là nhân viên của công ty, nhưng cô ấy đã chết trong một vụ tai nạn vào năm ngoái. Sau đó ông chú đã nộp đơn xin bồi thường thiệt hại do lao động nhưng đã bị công ty từ chối. Phía bên này đội trưởng pháp vụ cho rằng hành vi của ông chú đã đủ để cấu thành tội xâm phạm và biểu tình trái phép, có thể áp dụng khung hình phạt nặng. Đội trưởng đội tuyên truyền cũng đến báo cáo. Cô ấy nói rằng mình khống chế bên phía truyền thông, miễn là mọi chuyện được giải quyết trong vòng 10 phút, vậy thì sự việc sẽ không bị lan rộng ra nữa. Sau đó quản gia Han đích thân ra ngoài lấy thông tin của ông chú kia và đi bộ đến sân thượng tòa nhà. Bà ta đã hứa với ông chú, nếu bây giờ ông ta chịu đi xuống vậy thì chuyện này sẽ coi như được bỏ qua hết. Sau đó quản gia Han lại dùng chiêu khơi gợi cảm xúc. Tôi biết là ông rất đau khổ. Ông không chỉ có mỗi đứa con gái mà còn cả con trai nữa mà. Chị gái đã không còn nữa rồi mà đến cha cũng như vậy.
Vậy thì đứa con trai nhỏ thông minh nhanh nhẹn của ông phải sống làm sao đây? Sau khi nghe xong, ông chú đã thật sự bị dao động. Ngay lúc này, quản gia Han lại tiếp tục tấn công. Công ty hứa sẽ chịu trách nhiệm tài trợ cho cậu con trai út đi học miễn phí. Nghe xong, ông chú tin tưởng liền từ từ bước xuống. Nhưng khi vừa mới xuống, ông ấy đã bị các vệ sĩ chạy tới khống chế, sau đó đưa ông ta đi. Thấy vậy, Seok-hee và Eun-jo rất tức giận, quay người rời đi. Bọn họ muốn làm gì đó để giúp ông chú kia nhưng lại không biết nên làm thế nào. Nhìn thấy ông chú đang vật vã với đám vệ sĩ ở phía bên ngoài, Seok-hee không thể kìm được. Cô giật một chiếc bánh mì của nhân viên gần đó, sau đó cắn một miếng rồi vứt nó xuống đất. Vào lúc những người khác không chú ý, cô liền trộm xe rồi lái đi. Nhìn thấy cảnh này, khuôn mặt của Eun-jo toát hết cả mồ hôi. Sau đó cô đạp mạnh ga rồi lái quay lại đâm thẳng vào xe của ông chú. Seok-hee bước xuống. Thật không ngờ câu đầu tiên mà cô ấy nói với ông chú kia rằng cô có rất nhiều tiền. Nếu bây giờ ông ta yêu cầu cô bồi thường thì cũng có thể nhận được con số đến hàng trăm triệu. Cô ấy còn nói bây giờ mình có việc gấp cần phải rời đi, kêu ông chú nhanh nhanh lên chút. Màn hình thay đổi đến cảnh lúc này họ đang ngồi trong một văn phòng. Seok-hee đang đếm từng tội của mình. Vì sợ mình vẫn chưa đủ tội, cô còn nhờ luật sư của mình nghĩ giúp thêm. Nhìn thấy tình cảnh này khiến cho viên cảnh sát toát hết cả mồ hôi. Trong suốt 30 năm làm nghề, anh ta chưa từng gặp phải trường hợp nào như vậy. Mức bồi thường chỉ tốn khoảng 100 triệu nhưng cô nhất quyết thêm một con số không. Sau đó Seok-hee lấy điện thoại di động ra và gọi. 3 giây sau, ông chú đã nhận được thông báo từ tài khoản ngân hàng. Nhìn xong con số, ông chú suýt nữa ngất vì sốc. Lúc này Seok-hee lại nói tiếp, nói rằng bản thân chỉ có thể làm được tới đây, hy vọng số tiền này có thể giúp đỡ cho ông chú. Hóa ra mọi thứ mà Seok-hee làm đều là vì muốn giúp ông chú lấy lại chút công bằng. Cô ấy biết mình không có quyền gì trong công ty nên chỉ có thể giúp theo cách này. Cách này tuy rằng rất thô nhưng lại thực tế. Sau đó quản gia Han lại gọi cho Eun-jo hỏi cảm nghĩ của anh về mọi việc xảy ra ngày hôm nay. Lúc này Eun-jo có chút lo lắng, không ngờ vào ngày đầu tiên đi làm lại đã khiến công ty mất đi 1 tỷ, cho rằng anh làm gì có cửa vào công ty này. Cuối cùng dưới miệng lưỡi sắc bén của Eun-jo, quản gia Han đã chấp thuận cho anh qua cửa, đưa cho anh một bản hợp đồng để ký. Ban đầu Eun-jo còn cho rằng đây nhất định sẽ là một bản hợp đồng hút máu, nhưng khi anh ấy nhìn thấy một chuỗi số 0 trong bảng lương liền không ngần ngại trực tiếp ký tên. Sau đó quản gia Han cung cấp đồ dùng làm việc cho anh, đó là 3 chiếc vali nhỏ đầy bí ẩn. Cái đầu tiên chứa đầy tiền mặt, đây là để khi ra ngoài xử lý những công việc đơn giản sẽ dùng. Cái thứ hai và thứ ba là tiền mặt có mệnh giá lớn hơn, đây là tiền dùng để xử lý vào những tình huống khẩn cấp. Nghe xong Eun-jo có chút e ngại, thế giới của người có tiền thật sự đáng sợ. Ngoài những thứ này ra, tất nhiên còn có một chiếc xe nhà riêng và một bộ vest mặc khi làm việc. Phía bên này, Seok-hee sau khi rời đi thì tới thẳng bệnh viện. Khi tới đây cô đã gặp được luật sư riêng của ông nội. Luật sư Eun nói với Seok-hee, ông nội vì muốn để Seok-hee kế thừa tập đoàn nên mới gắng gượng đến tận bây giờ. Ông muốn Seok-hee mau chóng lấy được quyền quản lý tập đoàn. Sau đó luật sư dặn Seok-hee phải chú ý an toàn. Seok-hee gật đầu đáp lại. Sáng hôm sau Seok-hee xuống nhà ăn sáng như thường lệ, nhưng đột nhiên nhìn thấy giúp việc đang đẩy cái gì đó. Cô vội hỏi người giúp việc kia, cái này là cái gì thế? Đây là bữa ăn của Picasso. Seok-hee liền đi theo với vẻ mặt nghi ngờ, nhưng thứ mà cô nhìn thấy thì ra là một con cá vàng kiêu ngạo. Xuất thân của con cá vàng này đúng là không hề tầm thường. Nó là con cá cưng của phu nhân Yeong-seo. Người hầu mở đĩa đồ ăn, bên trong là một bữa sáng vô cùng thịnh soạn. Sau đó cẩn thận gấp ra đĩa, một người hầu khác khéo léo lấy một chiếc nhíp gấp thức ăn đưa vào cho cá vàng. Thấy cảnh này Seok-hee liền cảm thấy rất ghê tởm. Người hầu vội làm động tác im lặng. Cô ấy nói rằng Picasso rất nhạy cảm, vì vậy Seok-hee nên nhỏ giọng lại. Seok-hee không thể tin được, con người còn không bằng một con cá nữa. Bên này 8 người giúp việc đã bày ra trên bàn ăn 7 bộ dụng cụ ăn. Sau khi mọi người đều đã yên vị, thức ăn cuối cùng cũng được dọn ra. Lúc này chủ tịch Mo mới chậm rãi đi vào, mọi người đều đứng lên chào đón, riêng chỉ có mình Seok-hee là vẫn ngồi ngáp dài. Cô nhìn bữa sáng chán ẹc trước mặt, quyết định nói muốn ăn bít tết. Mọi người xung quanh đều ngỡ ngàng trước hành động của cô. Sau đó cô ấy lại nói, có gì đâu mà mọi người ngạc nhiên vậy, tôi cũng đâu phải là muốn ăn sashimi Picasso. Phu nhân nghe thấy bèn vô cùng tức giận buông dao xuống. Không khí bữa ăn lập tức lại rơi vào căng thẳng. Sau bữa tối, Mo Cheon-hee gọi Seok-hee tới, muốn hỏi xem thái độ của cô ấy với công ty như thế nào. Dù Seok-hee đã nói rằng cô ấy không quan tâm đến việc điều hành một công ty, nhưng Mo Cheon-hee và 3 người kia tuyệt đối không tin. Ông cho Seok-hee 2 lựa chọn, một là kết hôn, hai là lên máy bay về Mỹ. Dù Seok-hee biết rằng đây là kế hoạch mà cha tạo ra để khống chế cô, nhưng cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể đồng ý. Sau đó cô kiểm tra danh tính của bên kia, hóa ra người kia là con trai của công tố viên Du. Seok-hee còn nhớ 15 năm trước, đây là ông ấy là người đã xử lý vụ án của mẹ cô. Người đó sau cùng đã bỏ mặc vụ án. Ngày hôm sau họ gặp nhau tại một nhà hàng sang trọng. Ngay khi đối phương vừa mở miệng, Seok-hee đã làm anh ta bẽ mặt. Cô chế giễu người kia chỉ là một con cóc mà cũng muốn một bước lên trời. Điều này khiến Du Tae-hyeong rất tức giận. Seok-hee vẫn chưa từ bỏ, tiếp tục nói, công tố viên đây chắc là chẳng hề cảm thấy xấu hổ khi leo lên làm rể nhà giàu có đâu. Đúng như người ta nói, cha nào con ấy. Tôi chính là đang nói anh đó. Có vẻ như cô hoàn toàn không biết công tố viên làm những gì nhỉ.
Seok-hi lúc này tới thăm mẹ và đang chuẩn bị rời đi thì một nhóm công tố viên từ đâu đi tới. Họ cưỡng chế kiểm tra túi sách của Seok-hi tìm thấy một gói bột nhỏ. Cứ như vậy Seok-hi bị mang đi. Khi tới viện kiểm sát, Seok-hi gặp lại Jutae-hyeong. Anh ta nói miễn là Seok-hi sẵn sàng xin lỗi mình thì anh ta sẽ để Seok-hi đi. Nếu không, Seok-hi không chỉ bị giữ lại ở đây mà còn phải ngồi tù. Trước những lời đe dọa kia, Seok-hi lại không hề sợ hãi. Ngược lại, cô ấy lại muốn ngồi tù. Bản thân khá là mong chờ. Tôi nghe nói anh đe dọa sẽ khám xét MC Group. Có chắc là chỉ vì muốn một lời xin lỗi của tôi không? Với cả anh cũng đừng nghĩ quá nhiều. Vì anh cũng chẳng thể nào đụng vào MC Group được đâu. Căn bản là người như anh không có loại can đảm lớn như vậy. Cuối cùng điều mà Seok-hi muốn cũng tới. Jutae-hyeong vì bị tổn thương lòng tự trọng lập tức cử người đi tới điều tra MC Group. Dù phải đối mặt với một tình huống bất ngờ nhưng quản gia Han cũng đối phó cực kỳ nhanh. Họ sử dụng một miếng mồi ngon khác thành công xoa dịu cơn giận của Jutae-hyeong. Không chỉ dỡ bỏ được mối nguy còn tiện tay ném Seok-hi vào nhà giam. Màn hình chuyển cảnh sang phía nhà giam. Lúc này Seok-hi vừa bước vào trong phòng. Cô thất vọng nhìn căn phòng và ba người bạn tù trước mặt. Seok-hi nói rằng sau này cô ấy sẽ là người có tiếng nói nhất nơi này. Khuyên ba người hãy ngoan ngoãn nghe lời. Chị béo bên này là người đầu tiên phản đối. Tiếp theo là cô thứ hai và ba. Thấy vậy Seok-hi bèn ngẫu hứng biểu diễn một chút kỹ thuật tiếng sư tử gầm. Khiến cả ba người kia sợ hãi run rẩy dồn vào trong góc. Khi người canh gác chạy tới thấy đó là Seok-hi, cũng quay người bỏ đi mà không quan tâm. Đó cũng chính là cách Seok-hi trở thành chị đại trong nhà giam. Giờ ăn chưa nhìn canh rau trong veo và nấm luộc chẳng có gì ngon. Chỉ thấy cô ấy bỏ chiếc thìa xuống, đứng lên và điên cuồng đập cửa. Cứ vậy không lâu sau một bữa ăn ngon lành đã được mang tới. Các loại đồ ăn như pizza gà rán và thịt lợn, còn có cả một con heo sữa quay. Họ thực sự sẽ được ăn lợn sữa quay. Đối mặt với ba người bạn tù, Seok-hi không hề keo kiệt mời họ ăn gà rán ngon lành. Sau bữa tối là thời gian làm việc. Những người khác thì phải làm việc chăm chỉ nhưng Seok-hi thì chỉ ngồi nghỉ ngơi. Tại thời điểm này cô gái thứ hai cảm thấy không thoải mái vì trưa nay đã chót ăn quá nhiều. Hiện tại cô ấy thực sự cần nghỉ ngơi. Nhìn thấy cô định đi nghỉ, một tên đầu gấu khác tới đá cô một cái. Nhìn thấy cảnh này Seok-hi không thể nhịn được. Chạy tới đá vào đùi người kia khiến đối phương đau đớn lăn ra đất. Thấy cô ta có vẻ vẫn chưa chịu khuất phục. Seok-hi cảnh báo cô ta đừng có tùy tiện đụng vào người của mình. Người kia giả vờ đồng ý. Lợi dụng lúc Seok-hi quay lại đá một cú vào lưng Seok-hi. Khiến cho Seok-hi suýt chút thì ngã xuống. Cứ như vậy cô ấy tức giận. Cô ấy đánh đấm cuối cùng là túm tóc đánh người kia thậm tệ. Cuối cùng Seok-hi ném cô ta vào hàng rào sắt. Lúc này quản ngục cũng chạy đến để dẹp loạn rất kịp thời. Bên này Yoon Jo cũng tìm ra được chứng cứ quan trọng. Anh tới tìm Jutae-hyeong kêu hắn ta hãy thả người nếu không sẽ công bố bằng chứng trong tay mình. Jutae-hyeong vì để giữ hình ảnh một công tố viên hoàn hảo không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải đồng ý. Vào ngày ra tù, Seok-hi đã tặng cho Yoon Jo một bất ngờ. Cô muốn đi đâu? Tốt nhất là về khách sạn. Khách sạn, tôi đang vội, nhanh lên. Cô ấy dù không có uống rượu nhưng lái xe thì lại giống y như nốc cả can rượu vậy. Nhưng cuối cùng xe cũng đến được khách sạn. Seok-hi vội vã bước vào, đưa ra dấu hiệu với người quản lý và rồi nhanh chóng lấy được một chiếc thẻ phòng. Sau khi tắm xong thì Seok-hi chạy ra ngoài. Hóa ra từ khi Seok-hi vào tù cô ấy vẫn chưa tắm lần nào. Làm cô ấy suýt chút nữa thì biến thành ổ rác. Bên này quản gia Han đã biết chuyện Seok-hi đã ra khỏi tù. Nhanh chóng tới tìm Mo Cheon-hi báo cáo tình hình. Bà ấy nói Mo Cheon-hi hiện tại đang là cổ đông lớn nhất của tập đoàn. Để tránh đêm dài lắm mộng, muốn ông tại ngày giỗ 30 tuần của bà Seok-hi, nhân lúc tất cả bạn bè và người thân đều có mặt công bố việc ông là cổ đông lớn nhất của công ty. Ngày hôm sau lễ giỗ được cử hành đúng giờ, mọi người đều ăn mặc rất trang trọng, chỉ có Seok-hi là có vẻ thờ ơ. Thấy vậy Mo Cheon-hi liền nhắc nhở Seok-hi, người thân của gia đình đều có mặt ở đây hôm nay cô ấy nên chú ý hơn trong thái độ của mình. Sau đó bữa ăn được chuẩn bị. Ngay vào lúc Mo Cheon-hi định thực hiện kế hoạch thì một biến cố bất ngờ đã xảy ra. Trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, quản gia đẩy ông nội Seok-hi vào. Mo Cheon-hi rất bất ngờ khi nhìn thấy cha mình. Sau đó một di chúc đã được ông công bố. Tôi là Mo Wang-pyo. Tôi sẽ đem toàn bộ tài sản cổ phần bất động sản của MC Group giao lại hết cho cháu gái tôi Mo Seok-hi. Trong trường hợp nếu cháu gái Mo Seok-hi gặp tai nạn hoặc qua đời, thì toàn bộ tài sản sẽ được quyên góp làm từ thiện. Phải nói rằng ông nội vô cùng chu đáo. Sau sự việc lần này đều khiến cho tất cả mọi người không ai còn dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Nhưng mọi thứ không đơn giản như tưởng tượng. Mặc dù Seok-hi đã giành được sự ủng hộ của ông nội, nhưng cô cũng không thể coi thường cổ phần trong tay Mo Cheon-hi. Rốt cuộc tất cả những gì ông ta làm bao năm qua không thể nói bỏ là bỏ. Nếu Seok-hi muốn tiếp quản tập đoàn thì phải tổ chức đại hội cổ đông. Mà trước khi có thể tổ chức cuộc họp, bất kỳ chuyện gì cũng đều có thể xảy ra. Quản gia Han nhanh chóng quay lại phòng họp lên kế hoạch chống lại Seok-hi. Đầu tiên bà ta yêu cầu trưởng nhóm pháp lý thu thập bằng chứng chống lại cô. Sau đó sai trưởng nhóm tuyên truyền xui khiến các cổ đông nhỏ phản đối. Rồi để trưởng nhóm tình báo tìm ra điểm yếu của Seok-hi. Cuối cùng hoàn thành mọi việc chỉ nhờ vào các trợ thủ bên cạnh. Theo như dự kiến vài ngày sau cuộc họp cổ đông được tổ chức. Nhưng Seok-hi nhân vật chính lại vẫn chưa xuất hiện. Vào lúc tất cả mọi người đều không thể kiên nhẫn thêm được nữa. Một tin tức hot đã được tung ra. Không khí tại phòng họp ngay lập tức trở nên hỗn loạn. Mà người đã làm tất cả những việc này đều là do một tay quản gia Han.
Bà ta trong khi điều tra về Seok-hee đã tìm thấy một thông tin vô cùng thú vị. Cô đã uống rượu sao? Cô ấy rõ ràng không hề uống rượu nhưng máy đo nồng độ cồn vẫn kêu. Nhưng Seok-hee không muốn giải thích nhiều, bởi vì cho dù cô ấy có nói như thế nào thì họ cũng sẽ không hiểu. Cô ấy yêu cầu hãy xét nghiệm máu để kiểm tra. Hóa ra Seok-hee mắc bệnh hiếm gặp. Căn bệnh này khiến cô giống như một xưởng đựng rượu. Miễn là trong người có hàm lượng carbohydrate thì nó sẽ lập tức biến thành rượu. Quản gia Han qua điều tra cũng đã biết được điều này. Bà ta xúi giục người giúp việc động chân động tay vào nước ép của Seok-hee, sau đó ngồi đợi Seok-hee tự đưa mình vào bẫy. Sau khi các cổ đông biết được chuyện Seok-hee đã bị bắt, đại hội cổ đông lập tức biến thành một mớ hỗn độn. Cuối cùng Seok-hee bị loại khỏi ghế. Mo Cheon-hee đảm nhận chức vụ giám đốc. Tới khi ông nội biết được chuyện thì mọi việc đã như ván đóng thành thuyền. Nhưng chuyện khó thế nào thì cũng đều có cơ hội hóa giải. Ông nội liền nghĩ ra cách đối phó. Sau khi bản báo cáo được nộp, ông nội đến tìm Mo Cheon-hee nói ông ta hãy từ chức vụ giám đốc. Nhưng lão Mo nói, đây là quyết định của các cổ đông, làm sao con có thể thích làm thế nào thì làm được. Nếu như con còn dám đùa cợt thêm một lần nữa thì ta sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Nơi này trước mắt vẫn là nhà của ta đấy. Nghe thấy những gì mà ông nội nói, Mo Cheon-hee vô cùng tức giận. Ông ta tìm quản gia Han đem những gì mới diễn ra lúc nãy kể cho bà ta. Quản gia Han nói cách duy nhất để khiến một con bạc nhận thua đó chính là lấy hết những con chip còn lại trong tay hắn. Mo Cheon-hee sau khi nghe xong thì đưa ra quyết định. Mất vì bệnh tật và tuổi tác là điều bình thường trong mỗi gia đình. Quản gia Han nghe xong gật đầu hiểu ý, sau đó quay người rời đi. Đêm đó ông nội tổ chức một cuộc họp cổ đông khẩn cấp tại nhà. Vào lúc ông nghĩ rằng mọi chuyện sẽ đều có thể diễn ra tốt đẹp thì một mối nguy âm thầm tiến tới. Người hầu ở bên tưới thêm một chút nước sốt vào đồ ăn của ông nội. Bột hạnh nhân trong nước sốt không gây hại cho người bình thường, nhưng đối với người đã có tuổi như ông nội thì lại gây hại rất lớn. Nó sẽ làm tăng áp lực cho tim của ông. Sau đó quản gia Han gọi một cuộc điện thoại đến. Không biết ông nội đã nghe được gì từ bên trong điện thoại. Một câu còn chưa kịp nói liền đã cứ vậy mà qua đời. Sau khi xong việc, Mo Cheon-hee vì muốn giả vờ đau buồn liền nói muốn tổ chức một đám tang đặc biệt. Nhưng sau đó đã bị quản gia Han ngăn lại. Bà ta nói Mo Cheon-hee vừa mới nhận chức. Nếu tin tức về cái chết của ông nội được công bố vào lúc này thì nó sẽ có tác động lớn đến giá cổ phiếu của tập đoàn. Sau đó bà ta đưa ra đề xuất là nên tổ chức một đám tang gia đình yên tĩnh. Vì để giữ được địa vị của mình, Mo Cheon-hee tất nhiên là dễ dàng đồng ý. Và đây là tất cả. Trong căn phòng chưa đầy 20m² này, đám tang Mo Wang-pyo, người sáng lập tập đoàn, diễn ra vô cùng gấp rút. Không còn sự bảo vệ của ông nội, vậy bây giờ Seok-hee nên làm gì? Người phụ nữ này vì để có được 5 triệu sẵn sàng đứng trên đá lạnh để chơi đàn. Ngay cả khi bàn chân đã đỏ ửng vì lạnh, cô ấy cũng không quan tâm. Ngay sau đó âm thanh tuyệt vời của đàn dương cầm nhanh chóng vang vọng khắp căn phòng. Người phụ nữ này thì vừa thưởng thức màn trình diễn vừa nhàn nhã nhấm nháp rượu vang. Lúc này Seok-hee bước vào. Cô ấy nhìn vào bàn chân của người phụ nữ chôn trong đống đá lạnh liền lập tức chạy tới. Cô đang làm cái quái gì vậy? Đi xuống, đi ra ngoài, xuống ngay bây giờ. Người phụ nữ kia lập tức ngừng chơi và bước ra. Trong khi Seok-hee lo lắng hỏi chân cô ta thế nào. Vì cô gái này đã dừng chơi đàn trong khi chưa hết bài nên sẽ không được trả phí biểu diễn, sau đó đuổi cô ta đi. Người phụ nữ liếc nhìn Seok-hee với một ánh mắt bực tức rồi lê lết đi ra với đôi chân lạnh cóng. Phu nhân Yeong Seo trách mắng Seok-hee quá kiêu căng. Chỉ vì hành động này của cô đã khiến cho người phụ nữ chơi đàn kia mất đi 5 triệu. Còn nói Seok-hee không hiểu biết gì về nghệ thuật. Thấy vậy Seok-hee ngay lập tức tức giận bừng bừng. Đó không phải là nghệ thuật, đó là sự tra tấn. Sao bà có thể làm một điều độc ác như vậy? À mà bà có phải con người đâu. Phu nhân sau đó không còn nói được gì nữa, bèn quay người rời đi. Tôi cho bà bao nhiêu tiền thì bà mới đi vậy? 5 triệu hay 10 triệu? Phu nhân vô cùng tức giận quay người tát Seok-hee một cái. Khi bà ta định đánh Seok-hee thêm một cái nữa thì bị cô giữ lấy tay rồi đẩy mạnh xuống đất. Phu nhân bất lực liền gầm lên như sư tử lạc mất con. Mo Cheon-hee nghe thấy tiếng hét liền chạy tới. Thấy chồng tới, phu nhân lại càng biểu diễn chân thật hơn. Tôi không thể sống nổi nữa. Nhìn thấy cảnh tượng này, Mo Cheon-hee liền ra lệnh cho người đưa Seok-hee đi. Sau đó yêu cầu Seok-hee hãy xin lỗi mẹ kế. Nhưng Seok-hee nói rằng cô và mẹ kế chẳng có quan hệ gì cả. Cô không muốn xin lỗi. Nghe xong, Mo Cheon liền vô cùng tức giận. Nói rằng lúc đó Seok-hee không nên được sinh ra. Seok-hee không thể tin được cha mình lại nói như vậy. Giận dữ quay người rời đi. Nghĩ về người ông đã mất và người mẹ khốn khổ của mình, cô quyết định bản thân phải làm điều gì đó. Ngày hôm sau cô bị cha mình cưỡng ép đưa đến phòng làm việc, ép cô ký vào biên bản chuyển nhượng cổ phần và từ bỏ mọi thứ mà ông nội đã cho. Sau khi nghe thấy, Seok-hee liền tức giận ném bản thỏa thuận xuống bàn. Nhưng một câu của quản gia Han đã kéo cô trở lại hiện thực. Cô ấy bình tĩnh lại và hỏi nguyên nhân tại sao ông nội lại chết. Sau khi biết được sự thật, cô sẽ sẵn sàng ký. Quản gia Han dù vậy cũng không thừa nhận là do bản thân làm. Seok-hee sau đó nói bản thân muốn suy nghĩ kỹ một chút. Lúc này quản gia Han liền gọi vệ sĩ ở ngoài cửa vào, ra lệnh cho anh ta lấy điện thoại của Seok-hee. Bên trong chính là đoạn ghi âm cuộc nói chuyện vừa rồi. Quản gia Han cầm chiếc điện thoại bỏ vào trong cốc cà phê. Thấy kế hoạch của mình đã bị phát hiện, Seok-hee chỉ có thể ngoan ngoãn ký vào hợp đồng chuyển nhượng. Trước khi đi, cô còn tiện tay lôi kẹo cao su vứt vào một chỗ nào đó. Nhưng Seok-hee không bao giờ tưởng tượng được, chỉ vì cô ấy ném kẹo cao su ra mà một đám tang thứ hai của gia đình cô sẽ được tổ chức. Phu nhân đau buồn ngồi lau nước mắt. Sau đó đội của quản gia Han lập tức nhận được tin khẩn, tập hợp đội để đưa tiễn Picasso. Một tang lễ chưa từng có sẽ được tổ chức.
cả nhóm đều được gọi tới nhà trình bày về danh sách khách mời đám tang của Picasso. Còn giám đốc phòng trưng bày nghệ thuật quốc gia thì sao? Anh ấy hiện đang ở nước ngoài và lịch trình chuyến bay trở về của anh ấy không thể sắp xếp được. Tôi đoán chừng sẽ rất khó có thể có mặt được ạ. Gửi một phi cơ riêng tới đón cậu ta, bộ trưởng nội vụ mới cũng sẽ đến. Tất cả mọi thứ đều sẽ được chuẩn bị tốt nhất. Đầu bếp riêng của MC Group sẽ phụ trách. Đây là buổi tiệc đưa tiễn Picasso ra đi, vậy nên phải dùng những đầu bếp cao cấp nhất. Tang lễ chính thức bắt đầu. Tất cả những người đến tham gia đều là quan chức cấp cao và doanh nhân giàu có. Họ đang xếp hàng ở cả hai bên của hồ bơi. Phía trước là người cha xứ đang đọc điếu văn thương tiếc cho cuộc đời huy hoàng của Picasso. Lý do tập đoàn MC trụ vững qua muôn vàn khủng hoảng, đó là bởi vì Picasso đã trung thành bảo vệ, bất kể niềm vui và nỗi buồn cô đơn và đau đớn. Picasso đã lặng lẽ quan sát bên cạnh. Luật sư heo, cậu có đủ tự tin rằng bản thân có thể nổi bật hơn Picasso không? Có lẽ là không. Đám tang của tôi không cần có sự tham dự của các quan chức cấp cao. Picasso đúng thật tuyệt vời. Sau khi Seok-hi đứng ở trên lầu và nhìn thấy tất cả những thứ này khiến cô không thể không nghĩ về ông nội. Đám tang của ông thì thật tồi tàn và cho có lệ, còn chỉ được tổ chức trong một ngày. Vậy mà cái gia đình này lại tổ chức một tang lễ xa hoa dành cho cá. Nó khiến cô ấy tức giận đến mức cô ấy quyết định phải làm gì đó. Mục sư ở tầng dưới đã hoàn thành bài điếu văn của mình. Mọi người lần lượt tặng hoa của mình cho Picasso. Lúc này Seok-hi mặc một chiếc váy đỏ tiến lên phía trước, tự tin sải bước tiến tới chỗ đám đông. Sau đó trước mặt Picasso, dưới sự ngỡ ngàng của mọi người nói lời tạm biệt với Picasso. Tạm biệt nhé cá. Cô ném bông hoa màu đỏ trên tay xuống bể bơi rồi quay người bỏ đi. Đã vậy còn giơ tay lên đầu và vỗ tay không ngừng. Có vẻ như cô đang cười vào sự vô lý của cái đám tang này. Nhưng có một điều mà mọi người không biết là người gây ra đám tang này cũng chính là Seok-hi. Sau khi cô ấy biết được sự thật về cái chết của ông mình, cô đã tiện tay ném kẹo cao su vào bể cá. Và đây cũng chính là dấu chấm hết cho cuộc đời rực rỡ của Picasso. Sau đó cô ấy trở lại phòng lấy chiếc bút ghi âm giấu trong ngực ra rồi thầm khóc. Cô ấy thề sẽ trả thù cho ông và mẹ. Bên này Mo Cheon-hi sau nhìn thấy thủ đoạn độc ác của quản gia Han cũng có chút sợ hãi. Sau đó ông ta gọi con trai thứ là Mo Wan-jun tới, kêu anh ta hãy chuẩn bị thật tốt. Hôm sau ông ta tìm quản gia Han, lên kế hoạch để con trai thứ hai trở thành người thừa kế duy nhất của tập đoàn. Dù cho quản gia Han nói rằng mọi việc đang được chuẩn bị tốt, nhưng bên này Mo Cheon lại có vẻ gấp gáp muốn bà ta làm nhanh hơn. Thấy vậy quản gia Han ngay lập tức hiểu ý của Mo Cheon-hi. Chủ tịch tôi đáng sợ đến thế sao? Mặc dù như vậy nhưng quản gia Han vẫn dốc hết sức để thực hiện. Bởi vì quản gia Han không làm việc cho nhà họ Mo mà là làm cho MC Group. Đây là niềm tin, ước mơ và hoài bão của bà. Mọi thứ miễn là có lợi cho MC Group thì bà ta sẽ kiên định thực hiện. Sau khi nghe kế hoạch, trưởng nhóm pháp lý nói rằng rất khó để nhanh chóng thực hiện. Và riêng tiền thuế cũng phải tính bằng nghìn tỷ. Điều quan trọng nhất là trong gia đình cổ phần nội bộ vô cùng phức tạp. Sau khi nghe xong, quản gia Han liền đưa ra biện pháp. Thu dọn tàn cuộc trong gia đình trước. Trước tiên bây giờ phải tìm cách đối phó với luật thừa kế. Và tất cả những điều này đã được kẻ phản bội là Yun Do kể lại hết cho Seok-hi. Nhóm top đã luôn chiến thắng trong mọi đấu trường. Đã đến lúc bọn họ nếm mùi thất bại rồi. Seok-hi suy nghĩ một cách kỹ càng. Trước tiên cô đi tìm Nana, nói với cô ấy rằng top sẽ sớm đến tìm cô ấy. Mục đích là để giành lấy cổ phần do con trai cô ta nắm giữ, sau đó sẽ đá bọn họ ra khỏi nhà. Còn nhắc nhở cô ấy nhất định đừng ký. Ngay sau đó đội trưởng Lee đã nhanh chóng tìm đến, đề nghị đổi đất để lấy cổ phần của Seo-jin. Nhưng Nana nhanh chóng từ chối, cứ mở miệng là đòi 30% vốn cổ phần. Đàm phán cứ vậy mà đổ bể. Sau đó Seok-hi đi tìm người chị dâu thứ hai. Liền biết hóa ra anh hai và chị dâu thứ hai chỉ là một cặp đôi không có tình yêu. Chị dâu thứ hai luôn muốn ly hôn để có được tự do. Sau khi biết được điều này, Seok-hi liền nhắc nhở chị dâu thứ hai, chờ người anh thứ hai trở thành người thừa kế rồi hãy ly hôn. Bằng cách này chị có thể nhận được nhiều tiền hơn. Chị dâu thứ hai lúc đầu không hiểu, nhưng khi trưởng nhóm Yun tới tìm cô kèm theo đó là tờ đơn ly hôn, cô đã nhớ đến lời dặn của Seok-hi và rồi kiên quyết từ chối, còn nói mình đang sống rất hạnh phúc. Nghe xong trưởng nhóm Yun không khỏi nhức đầu. Điều mà anh ta chắc chắn thành công tới 9 phần này cứ thế lại thất bại. Sau đó Seok-hi tới tìm anh cả. Cô ấy nói rằng với tư cách là con trai cả, anh ta nên quyết đấu để giành được vị trí thừa kế. Chỉ cần tìm một luật sư tốt là có thể làm được. Anh trai nghe vậy thực sự rất cảm động. Sau đó anh trai không chỉ từ chối Yun Jo, không chỉ vậy còn tìm cách lấy luôn số tiền mà Yun Jo đã đem tới. Khi quản gia Han biết rằng tất cả các kế hoạch đã thất bại, ngay lập tức nghĩ tới Seok-hi. Đúng vào lúc này anh cả bước vào cùng với một luật sư, còn nhờ anh ta hãy giúp mình chống lại quản gia Han. Lúc này quản gia Han chỉ gọi một cuộc điện thoại, luật sư đã lập tức chuồn mất. Anh cả không còn cách nào khác chỉ đành chịu khuất phục, nói rằng dù thế nào ít nhất cũng phải đưa cho anh ta một chiếc thẻ đen. Quản gia Han ngay lập tức đồng ý. Anh cả thấy vậy vô cùng vui vẻ trực tiếp rời đi. Thấy mọi kế hoạch đang trở nên khó khăn, quản gia Han quyết định đích thân đi làm. Đầu tiên bà ta tới tìm Nana, dùng lý do cô đã từng phẫu thuật chống lão hóa ra để đe dọa, buộc cô ta phải ký thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần của con trai. Nhưng Nana không dễ dàng chịu ký, nói rằng nếu như chuyện của cô ta bị lộ ra vậy thì bố của con trai cô ta cũng không dễ dàng bỏ qua. Quản gia Han thấy vậy vô cùng tức giận. Bà ta tìm đội trưởng đội tuyên truyền tới tung tin của Nana ra. Cả việc cô ta có một đứa con trai hơn 10 tuổi cũng được lộ ra hết. Tin tức vừa được tung ra đã chiếm mọi vị trí trên bảng xếp hạng tìm kiếm.
quản gia Han nắm bắt thời cơ để đội trưởng đội tuyên truyền định hướng dư luận, nói cha của đứa trẻ là một diễn viên khác, cuối cùng sẽ thu về cổ phần trong tay của người con trai thứ ba. Lúc này Nana vô cùng tức giận đến tìm bà, nói rằng bản thân sẽ tổ chức một cuộc họp báo tiết lộ danh tính cha của Seo Jin, nhưng không ngờ quản gia Han đã sớm có chuẩn bị, làm giấy xét nghiệm quan hệ cha con giả. Nana giận dữ hét lên rằng thứ đó là giả, nhưng quan gia Han nói, chỉ cần Nana dám nói tên của Mo Cheon Hee thì bà ta sẽ đưa cô vào tù vì tội vu khống. Nana lúc này mới hoảng hồn, cô ngồi gục xuống và ôm đầu hét lớn lên để trút giận, cuối cùng chạy đến ôm đùi quản gia Han, cầu xin bà ta hãy để mẹ con họ được sống yên ổn. Nhưng quản gia Han lại nói rằng mọi thứ đã quá muộn rồi. Tại bữa ăn tối, Mo Cheon Hee nói rằng Seo Jin nên chọn một nước để tới đó du học. Nghe xong, Seo Jin rất ngạc nhiên. Cậu bé nói rằng cậu không muốn đi. Nhìn đứa em trai trước mặt, Seo Hee nhớ lại chính mình khi đó. Cô lập tức chế giễu Mo Cheon Hee quá hèn nhát. Suy cho cùng, Seo Jin cũng là con trai của ông, sao ông có thể tàn nhẫn như vậy? Mo Cheon Hee thấy vậy cũng chỉ nhẹ nhàng nói, thịt hôm nay được ướp kỹ khá ngon. Dù vậy, Seo Hee vẫn tiếp tục chế nhạo cha mình cổ hủ. Mo Cheon Hee không chịu được nữa, đứng dậy đập bàn. Seo Hee cũng không chịu thua kém. Rốt cuộc ông sống vì cái gì? Ta sống vì MC Group. Seo Hee nghe xong thì mỉm cười chế nhạo. Bữa tối cứ vậy mà kết thúc trong tồi tệ. Quản gia Han vốn tưởng thế này là xong, bất ngờ Seo Hee lại thông báo với giới truyền thông, con trai của diễn viên Nana là bố của cô Mo Cheon Hee. Cô còn nói đây cùng là lỗi của hai người, làm sao lại chỉ để một mình Nana gánh tội được. Lúc này quản gia Han cũng có chút hốt hoảng, nhưng sau đó bà ta nhanh chóng ra lệnh cho cấp dưới liên hệ với tất cả các phương tiện truyền thông để ngăn chặn tin tức này ngay lập tức, đồng thời ngày mai sẽ mở một buổi họp báo. Ngày hôm sau, dưới con mắt của tất cả mọi người, Mo Wan-soo bước ra. Anh ta dõng dạc tuyên bố mình là cha của Seo Jin. Hóa ra đây là kiệt tác của quản gia Han. Bà ta đã thỏa thuận với người anh cả về 30% cổ phần để anh ta đồng ý che giấu cho cha mình. Seo Jin sững sờ khi nhìn thấy tin tức, đi tới hỏi cha mình rốt cuộc là con ai. Còn ai vào đây nữa, tất nhiên đó là ta rồi. Ngay cả Seo Hee lúc này cũng không khỏi nghi ngờ. Bản thân thực sự là con gái ruột của cha mình hay sao? Bên này mọi thứ đang diễn ra theo đúng kế hoạch. Về phía người chị dâu thứ hai cũng đã xong. Bây giờ chỉ còn lại vấn đề luật kế vị. Eun do lúc này đứng lên đưa ra thành quả điều tra của mình. Thông qua phân tích của 4 thành viên cốt lõi, tìm điểm chung và điểm yếu của họ, buổi tối Mo Cheon Hee mời họ dự tiệc tại nhà. Đầu tiên làm họ hoảng sợ bằng cách đe dọa, sau đó gửi cho mỗi người bọn họ một chiếc xe sang làm quà lót tay. Cuối cùng thành công giải được bài toán khó, đó là tất cả họ chỉ chi dưới 10 tỷ, tiết kiệm hàng nghìn tỷ từ việc làm theo đúng luật thừa kế. Mo Cheon Hee rất hài lòng với điều này, quyết định tổ chức một bữa tối ăn mừng tại nhà. Ngay khi họ chuẩn bị nâng cốc chúc mừng, Seo Hee bước vào mang đến cho tất cả bọn họ một vị khách bất ngờ. Xin chào nhé, tôi mang đến cho mọi người thành viên mới của gia đình chúng ta đây, người mẹ thứ ba. Chúc mọi người một buổi tối tốt lành. Mẹ kế nổi cơn thịnh nộ. Anh hai xoa đầu chị dâu thứ hai thì thấy thú vị. Anh trai cả chóng váng đứa con thứ ba vui vẻ hạnh phúc. Sau đó Mo Cheon Hee nói có chuyện muốn nói rồi đưa Nana tới phòng làm việc, muốn đưa cô ấy rời đi. Nhưng Nana ngay lập tức quỳ xuống diễn một vở kịch vô cùng sống động. Cuối cùng Mo Cheon Hee không còn cách nào khác ngoài việc hứa sẽ để cô ở lại. Nana tâm trạng vô cùng tốt, nhẹ nhàng gọi phu nhân là chị. Điều này đã thật sự chọc tức phu nhân Yeong Seo. Sau đó Seo Hee đưa cho Nana lịch trình của mẹ kế, nói rằng đó là một món quà cho cô ấy khi cô ấy gia nhập gia đình. Nana hiểu điều đó. Sáng sớm hôm sau, Nana đã đứng ở cửa phòng ngủ của Mo Cheon Hee. Phu nhân Yeong Seo nhìn thấy thì vô cùng sửng sốt hỏi Nana đang làm gì. Nana liền nói rằng hai người đều đã phân phòng ngủ cả rồi còn quản gì mà nhiều vậy, khiến cho phu nhân suýt ngất tại chỗ. Lúc này Mo Cheon Hee từ trong phòng bước ra, phu nhân lập tức lên tiếng kêu uất ức. Sau khi nghe xong, Mo Cheon Hee cũng chẳng hề phản ứng gì, cứ vậy mà rời đi. Mà tất cả chuyện này đều được Seo Hee nhìn thấy, nhưng điều này chỉ là khởi đầu. Vào giờ ăn sáng, Nana mặc một chiếc váy đỏ gợi cảm đi tới phòng ăn. Phu nhân thấy vậy liền trách mắng cô quá tùy tiện, nhưng Nana cũng không chịu thua, chế giễu phu nhân ghen tị với dáng người của mình. Phu nhân không chịu nổi quay sang nhìn chồng. Thấy vậy, Mo Cheon Hee nhanh chóng chuyển chủ đề rồi nói bữa sáng hôm nay ngon. Lúc này Nana lại bắt đầu hành động như một bé hồ ly. Cô ta nói rằng Mo Cheon Hee rất thích ăn đồ Hàn, còn bảo ngày mai sẽ đích thân chuẩn bị đồ ăn cho ông ta. Mo Cheon Hee nghe xong cũng vui vẻ gật đầu, chỉ với điều này cũng có thể khiến người phụ nữ bên cạnh tức đỏ mắt. Sau khi Mo Cheon Hee rời đi, Nana lại khiêu khích một lần nữa. Phu nhân không chịu nổi nữa, lấy ra một cốc nước đổ lên đầu Nana, vô cùng thích thú. Phu nhân sau đó kiêu ngạo rời đi. Nana sau đó chỉ bình tĩnh vò tóc và cô ta cũng không hề quan tâm, bởi vì nó nằm trong kế hoạch của cô ấy và Seo Hee. Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của phu nhân và Mo Cheon Hee. Khi phu nhân đang vui vẻ hát thì đột nhiên nhạc bị tắt. Khi quay đầu lại thì phát hiện thì ra là do Nana làm. Bà ta tức giận nói với Nana rằng mình mới là chủ của ngôi nhà, cảnh cáo cô đừng có kiêu ngạo. Nana nói rằng cô ấy không còn gì nữa, ai đi chân đất thì không ngại đi giày. Nhưng sau đó phu nhân lập tức lấy giấy đăng ký kết hôn ra đe dọa Nana. Nana nổi giận đùng đùng trực tiếp tát phu nhân một cái. Trời ơi, có rồi, sau này trong nhà phải chú ý đến việc phòng chống côn trùng hơn đấy nhé. Seo Hee từ trong bước ra hỏi mẹ kế xem cảnh này có quen thuộc không. Sau đó cô bị mẹ kế đuổi đi.
Bên này quản gia Han ra lệnh cho cấp dưới điều tra mối quan hệ giữa người anh cả và Nana. Bởi vì lần trước khi lần đầu tiên Nana đến, phản ứng của anh ta hơi bất thường. Đúng thật là Khâu Cha thì không biết. Hóa ra khi Nana vẫn chưa nổi tiếng, qua sự giới thiệu của một người nào đó cô ta đã quen biết anh cả Mo Wan-su. Sau này khi biết anh ta chỉ là đứa con bỏ rơi sẽ không thể trở thành người thừa kế tập đoàn. Thế là Nana kiên quyết bỏ anh ta. Cuối cùng thông qua làm việc chăm chỉ thành công chiếm được trái tim của Mo Cheon-hee. Quản gia Han tìm hai người họ tới đưa ra bằng chứng chứng minh cả hai đã từng ở bên nhau. Đe dọa Nana phải ra nước ngoài càng sớm càng tốt và bắt anh cả đã từ bỏ 30% cổ phần. Sau đó anh cả không còn cách nào chỉ đành nhượng lại cổ phần. Seok-hee sau khi biết chuyện không nói lên lời, chỉ biết thở dài cảm thán rằng cái gia đình này thật tuyệt vời. Nhưng chẳng mấy chốc Seok-hee lại phát hiện ra một bí mật gây sốc của người anh thứ hai. Người đàn ông này từ từ cởi áo khoác cởi khuy, ngắm nhìn dàn đồ hiệu sang chảnh trong phòng nở một nụ cười đầy mãn nguyện. Anh lững thững bước vào trong phòng. Đây là lúc anh ta thử những món đồ nữ trang của mình. Tên của người đàn ông là Mo Wan-jun. Anh ta là thiếu gia thứ hai của một gia tộc giàu có. Trong mắt người khác anh ta có một người vợ yêu mình gia đình hòa thuận. Trong mắt bố mẹ anh ta là một người khiêm tốn và chu đáo, là ứng cử viên tốt nhất cho vị trí thừa kế. Tuy nhiên một người đàn ông gần như hoàn hảo như vậy lại có cho mình một bí mật khổng lồ. Bên này kế hoạch lấy cổ phần từ người con dâu thứ hai cũng đã chín mùi. Họ sử dụng những tấm ảnh cô ngoại tình để ép cô ký vào giấy ly hôn. Mọi thứ được diễn ra vô cùng gọn gàng. Chị dâu thứ hai sau đó bực bội chạy về phòng. Seok-hee cũng chạy theo tới an ủi cô ấy. Qua cuộc trò chuyện Seok-hee đã biết được, anh hai và chị dâu thứ hai đã ngủ riêng giường 6 năm rồi, chưa từng có quan hệ vợ chồng. Điều này khiến Seok-hee cảm thấy có gì đó không đúng, quyết định âm thầm điều tra. Ngày hôm sau Seok-hee tiễn chị dâu thứ hai đi, cô còn thuyết phục chị dâu thứ hai hãy chống lại, lùi bước và nhượng bộ một cách mù quáng là ngu ngốc. Đối phó với loại người bỉ ổi này bạn phải sử dụng một cách tức bỉ ổi. Chị dâu thứ hai nghe vậy trầm ngâm. Cô ta sau đó đến tìm quản gia Han đưa ra tài liệu mà mình đã chuẩn bị. Trên đây là bằng chứng về việc cô vẫn còn trong trắng. Mặc dù điều này không ảnh hưởng đến kết quả của việc ly hôn, nhưng nếu điều này lan rộng ra nó chắc chắn sẽ có ảnh hưởng đến người thừa kế sắp tới của họ. Quản gia Han hỏi cô muốn gì. Chị dâu thứ hai đề nghị chỉ muốn nhận lương hưu cho bố mẹ và chi phí du học của em gái. Quản gia Han cũng không có lựa chọn nào khác ngoài việc đồng ý. Nhưng đối với thất bại này bà ta cũng bắt đầu nghi ngờ. Bởi vì trước đó bà ta từng tới tìm người anh hai hỏi về tình trạng hôn nhân của anh ta. Và có vẻ như lúc đó anh ta đã nói dối. Sau khi điều tra xong bà ta lại tìm người con thứ hai tới. Thẳng thắn thắc mắc, tại sao cậu lại nói dối tôi? Vợ của cậu đã đưa ra giấy chứng nhận y tế về việc cô ta vẫn còn trong trắng. Vậy bà muốn biết cái gì? Có phải cậu thích đàn ông không? Người con thứ hai vốn định cãi lại nhưng khi nhìn thấy những bằng chứng mà quản gia Han đưa ra anh ta chỉ có thể câm nín. Hóa ra đó là ảnh anh ta cải trang thành phụ nữ. Phía bên này Seok-hee cũng đang bí mật điều tra căn hộ của anh hai. Vốn dĩ cô chỉ cho rằng anh hai giấu bồ nhí. Nhưng thật không ngờ thứ cô tìm thấy còn thú vị hơn nhiều. Anh trai thứ hai là bị BD. Seok-hee chụp ảnh lại, chuẩn bị tìm thời điểm thích hợp để thông báo. Mà thời điểm thích hợp kia rất nhanh đã tới rồi. Hôm nay là sinh nhật của phu nhân Yeong Seo. Mọi người từ mọi tầng lớp trong xã hội đều gửi tin nhắn và quà chúc mừng. Nhưng một bức thư chúc mừng nặc danh đã thu hút sự chú ý của mọi người. Phu nhân nhận lấy lá thư từ người giúp việc. Sau khi nhìn thấy những hình ảnh bên trong, trong một phút vội vàng giấu nó đi. Nhưng Mo Cheon-hee bên này đã nhìn thấy, gõ bàn ra hiệu cho vợ mình mau giao nó ra. Mo Cheon-hee sau khi xem xong biểu cảm vẫn cứ như chưa từng nhìn thấy. Ông ta đưa hình cho mọi người xem rồi hỏi thứ này là thứ gì. Nhìn thấy hình ảnh đó, người anh trai thứ hai cắn môi lo lắng. Còn người anh cả và Seok-hee thì chỉ nhìn nhau cười. Nhìn thấy vẻ mặt lạ lùng của mọi người, Mo Cheon-hee một lần nữa xem kỹ lại bức ảnh. Ông ấy gần như điên loạn khi phát hiện. Ông nhìn đứa con thứ hai trong sự hoài nghi. Nhưng đứa con trai thứ hai không dám nói gì chỉ im lặng. Trong một nốt nhạc, Mo Cheon-hee điên cuồng hỏi con trai. Cái gì đây, giải thích cho ta hiểu xem nào. Đứa con thứ hai nhận thấy mọi thứ đã vỡ lẽ, đơn giản thừa nhận nó. Thực ra đứa con thứ hai cũng là đứa trẻ đáng thương. Anh ta chưa bao giờ sống cho mình. Chỉ vì tham vọng của mẹ lúc nào anh ta cũng phải sống như một hiệp sĩ. Mặc dù bản thân ghét ngựa nhưng vì kỳ vọng của cha, anh ta cũng đã cố gắng trở thành một người thành công được mọi người khen ngợi. Nhưng chưa từng có ai hỏi anh ta có thích hay không. Mo Cheon-hee không thể nghe nổi, lập tức đuổi con trai ra ngoài, rồi gọi quản gia Han vào thư phòng chốt quyền thừa kế của con thứ hai. Nhưng quản gia Han lại nghĩ người quản lý vô cảm như này sẽ có thể quản lý tập đoàn càng tốt hơn và cam kết sẽ không để sự việc bị lộ ra trước công chúng. Nhưng những người lớn tuổi như Mo Cheon-hee với tư tưởng bảo thủ không thể chấp nhận điều đó. Ông ta gọi người anh cả tới sẵn sàng trao tập đoàn cho anh ta. Nhưng quản gia Han nói anh cả hay bốc đồng quá nguy hiểm, hoàn toàn không có khả năng là người ra quyết định chịu trách nhiệm cho cuộc sống của vô số nhân viên. Nhưng Mo Cheon-hee đã kiên quyết sẽ bỏ đi đứa con trai thứ hai. Cuối cùng hai người chia rẽ. Vì lợi ích của công ty, quản gia Han quyết định hỗ trợ toàn bộ mọi thứ cho đứa con thứ hai, để anh ta là người thừa kế. Lúc này anh cả đi ngang qua làm gián đoạn cuộc họp. Dù cho họ đã nhanh chóng giấu đi nhưng anh ta đã nhìn thấy nội dung của cuộc họp. Quản gia Han gọi anh ta lên lầu. Anh cả bày tỏ mình đã nhận được sự ủy thác của cha. Vậy nên quản gia Han tốt nhất là nên giúp anh ta làm người thừa kế. Nhưng quản gia Han đã quyết sẽ giúp đỡ người con thứ hai, khuyên anh ta nên làm tốt những gì mà bà đã sắp xếp. Sau khi ra ngoài, anh ta lập tức gọi điện cho Seok-hee.
dưới sự xúi dục của Seok Hee, anh cả tới tìm cha mình, báo cho ông ta biết việc quản gia Han định sẽ giúp đỡ đứa con thứ hai tiếp quản tập đoàn. Sau đó thêm mắm thêm muối để Mo Cheon Hee nghi ngờ về lòng trung thành của quản gia Han. Sau khi nghe xong, Mo Cheon Hee quyết định đào thải quản gia Han. Một người đã chinh chiến nhiều năm như quản gia Han lúc này đang bị gián lệnh bắt giữ lên mặt. Nhưng bà ta vẫn rất bình tĩnh, sau đó đứng dậy từ từ, quay lại và ra lệnh, chuẩn bị cho sự việc lần này đi. Tôi biết rồi ạ. Sau đó bà ta được đưa lên xe cảnh sát. Nhìn thấy tin tức quản gia Han bị bắt, phu nhân rất ngạc nhiên, nghi ngờ quay sang nhìn chồng mình. Ngược lại Mo Cheon Hee phía bên này lại rất bình tĩnh, sai người gọi trưởng nhóm Jin từ top tới. Nhưng khi trưởng nhóm Jin đến, ông ta chẳng những không hạ lệnh đi cứu quản gia Han, thay vào đó còn muốn thành lập một top hoàn toàn mới, yêu cầu trưởng nhóm Jin đưa ra một kế hoạch cụ thể. Trưởng nhóm Jin vô cùng ngạc nhiên sau khi nghe điều này, nhưng cũng không dám nói nhiều. Sau khi trưởng nhóm Jin rời đi, lúc này Mo Cheon Hee mới nở ra một nụ cười mãn nguyện. Hóa ra tất cả đều là kế hoạch của ông ta. Ông ta và cả công tố viên Ju Tae Hyung đang lên kế hoạch đánh bại quản gia Han. Nhưng liệu mọi thứ sẽ thực sự diễn ra suôn sẻ như vậy sao? Trưởng nhóm Jin không lâu sau trở lại top. Anh ta không những không tuân lệnh của Mo Cheon Hee, thay vào đó anh ta còn ngay lập tức bắt đầu chuẩn bị để giải cứu quản gia Han ra khỏi tù. Trong phòng thẩm vấn, quản gia Han ngồi bình tĩnh. Người thẩm vấn bà ta là công tố viên Ju Tae Hyung. Lúc này anh ta đang đọc từng tội trạng của quản gia Han, nhưng đều bị bà bác bỏ. Lúc này đội trưởng Jin mở cửa bước vào, tự xưng là luật sư của quản gia Han muốn nói chuyện riêng với bà ta. Sau đó đội trưởng Jin báo cáo tình hình với bà. Quản gia Han sau khi nghe xong thì phản ứng nhanh chóng, đưa ra từng bước kế hoạch tỉ mỉ. Trưởng nhóm Jin đứng dậy và rời đi. Không lâu sau, lão Ju đích thân đi đến bảo Tae Hyung mau thả quản gia Han ra. Anh ta mặc dù lộ ra vẻ mặt đầy kinh ngạc nhưng cũng chỉ có thể làm theo. Cứ như vậy quản gia Han đã được thả tự do. Với sự trở lại của bà, thì đây cũng chính là lúc khởi đầu cho những cơn ác mộng của một số người khác. Ngày hôm sau, thông tin về vụ bê bối của công tố viên Ju tràn ngập khắp nơi, dù là ngoài phố hay trong ngõ. Trong một thời gian, lão Ju trở thành mục tiêu của tất cả mọi sự chỉ trích, áp lực từ mọi phía. Lão Ju đã chọn từ chức, nhưng quản gia Han vẫn cho rằng thế là chưa đủ. Bà ta ra lệnh cho cả con trai của ông ta xuống nước chung. Vì tương lai của con trai, lão Ju cuối cùng lựa chọn tự sát. Khi biết tin lão Ju đã chết, Mo Cheon Hee lúc này hoàn toàn rất hoảng sợ. Ông ta hỏi quản gia Han, có nhất thiết phải là người con thứ làm người thừa kế không? Nhưng quản gia Han vẫn gật đầu khẳng định. Khi ông ta định muốn nói thêm gì đó thì bị quản gia Han trực tiếp cắt ngang, sau đó quay người rời đi. Đối mặt với một người đáng sợ như vậy, Mo Cheon Hee nên làm gì? Kết quả ông ta chưa kịp làm gì, quản gia Han đã một lần nữa tìm tới. Hóa ra là bà ta đã tìm ra một bí mật gây sốc từ quản gia cũ của ông nội, rằng Seok Hee chính là con gái của ông nội. Sau đó bà ta tới tìm Mo Cheon Hee để dò hỏi, nói rằng Seok Hee không phải con gái của ông ta mà là em gái. Nhưng Mo Cheon Hee không hề tin, còn nói quản gia Han điên rồi. Quản gia Han tiếp tục đưa ra chứng cứ khiến cho Mo Cheon Hee lảo đảo suýt thì ngã. Sau đó bà ta đưa giấy xét nghiệm ADN. Ông ta nhìn vào kết quả giám định, nhớ lại cái nháy mắt đầy quyến rũ của ông già mình, sốc quá nhất thời và ngất xỉu. Bên này quản gia Im đã tìm đến Seok Hee nói cho cô biết về thân phận thực sự của mình. Khi Seok Hee biết được vô cùng ngạc nhiên, bố của bố mình giờ lại trở thành bố mình. Cô không thể nào chấp nhận được, đẩy cửa và đi ra ngoài. Cô nghĩ lại người mẹ đã nuôi nấng mình lại đi yêu ông của mình, khiến cô quyết tâm phải tìm ra được sự thật. Sau đó cô bình tĩnh lại hỏi Yoon Jo, cô ấy có thể làm gì bây giờ? Yoon Jo nói về mặt pháp lý cô ấy là con gái ruột của cố chủ tịch nên cô có quyền thừa kế. Miễn là cô ấy đăng ký thừa kế với tư cách là con gái của cố chủ tịch thì sẽ nhận được sự đồng tình. Lúc này quản gia Im vội vàng quay lại, nói rằng giấy xét nghiệm đã bị mất, chắc chắn là quản gia Han đã sai người lấy đi. Seok Hee giờ đã hiểu ra, hóa ra mục đích quản gia Han để quản gia cũ quay trở lại chỉ để cho cô biết thân phận thật sự của mình nhưng vẫn bất lực không làm gì được. Nhưng Seok Hee làm sao có thể sợ được. Cô đến top tìm quản gia Han, sau một cuộc đối đầu khốc liệt, chính thức tuyên chiến với bà ta. Vào giờ ăn tối, Seok Hee mạnh mẽ bước vào. Cô cầm túi sách đặt lên bàn ngồi trên ghế, sau đó công bố cho mọi người biết. Tôi chính là con gái ruột của ông nội. Cô bị điên à? Quản gia cũ cũng đứng ra làm chứng. Cô Seok Hee là con gái của cố chủ tịch. Bây giờ tất cả mọi người hoàn toàn chết lặng. Thật sự quá lộn xộn rồi. Anh em trở thành cháu trai, mẹ kế biến thành chị dâu. Ngay cả biên kịch phim cung đấu cũng không dám viết như thế này. Bây giờ chúng ta sắp xếp lại cách xưng hô một chút nhỉ. Suy cho cùng thì tôi cũng là người thừa kế chính thức của nhà họ Mo mà. Chị dâu, cháu trai, tại sao cháu lại thô lỗ như vậy? Nói chuyện trống không với cô của mình chứ. Cháu rất thông minh mà, nhanh chóng làm quen với chuyện này đi. Sau đó mọi người tìm quản gia Han tới. Sau khi nhận được bằng chứng từ bà ta, gia đình có những biểu hiện khác nhau. Anh cả thì cười chê. Phu nhân im lặng. Người anh thứ hai thì hỏi quản gia Han có biện pháp gì không. Bà ta liền nói mọi người không cần lo lắng bởi vì Seok Hee không có bằng chứng, không thể chứng minh cô ấy là con gái của cố chủ tịch. Và báo cáo giám định của quản gia cũ bà ta đã lấy đi. Bà xử lý nó rồi sao? Bây giờ thứ đó không có bằng chứng, không ảnh hưởng đến lễ nhậm chức của người con thứ. Nghe xong, người con thứ thở phào nhẹ nhõm. Sau đó quản gia Han về top, chuyển cổ phần của Mo Cheon Hee cho người con thứ hai, để anh ta trở thành cổ đông lớn nhất của tập đoàn. Một vài ngày sau, đại hội đồng cổ đông được tổ chức đúng kế hoạch. Người con thứ hai được bầu với 100% phiếu bầu.
Ngay khi mọi thứ sắp hoàn thành, Seok-hee bước vào cùng với một bà lão. Eun-jo bước theo cô lên bục, cho mọi người xem báo cáo thẩm định của Seok-hee với cố chủ tịch, chứng tỏ Seok-hee là con gái ruột của ông. Hóa ra 30 năm trước, ông nội Seok-hee đã để lại một bản giám định cho bà lão này giữ, trong trường hợp cần thiết sẽ đem ra dùng. Biết rằng Seok-hee là con gái của cố chủ tịch, đại hội đồng cổ đông lại một lần nữa sôi sục. Nhưng Seok-hee lúc này do chỉ có được 25% cổ phần của gia đình, nên vẫn chưa thể nào có được ghế chủ tịch. Lúc này bà lão lên tiếng, chuyển nhượng cổ phần của mình cho Seok-hee, đảo ngược tình thế ngay lập tức. Seok-hee thành công trở thành cổ đông lớn nhất của tập đoàn. Seok-hee người nắm giữ quyền lực to lớn sẽ trả thù kiểu gì đây? Sáng sớm hôm sau, Seok-hee từ sớm đã có mặt ở nhà ăn. Sau khi tất cả mọi người đã có mặt, Eun-jo đưa ra hai bản cáo trạng. Lúc này bên ngoài có tiếng xe cảnh sát. Tất cả đều là do Seok-hee gọi tới. Đầu tiên là mẹ kế. Cô bị bắt đi vì tội nông nổi và hay chặt chém. Tiếp theo là đứa con thứ hai. Anh ta bị bắt vì giao dịch không công bằng và trốn thuế. Cuối cùng chỉ còn lại người anh cả. Anh ta cũng không hề cảm ơn, còn nói với Seok-hee và Eun-jo, tôi đã chuẩn bị cho hai người một món quà. Nó cũng chính là câu trả lời mà họ muốn. Hóa ra là mẹ của Seok-hee chính xác là do anh cả không may giết. 15 năm trước lúc phu nhân đang có tâm trạng không tốt, luôn trách móc anh cả vô dụng. Người duy nhất bà có thể dựa vào là đứa con thứ hai. Anh cả vì để chứng minh bản thân nên đã tìm đến mẹ của Seok-hee. Anh ta cầu xin mẹ Seok-hee hãy rời xa Mo Cheon-hee, nhưng anh đã bị mẹ của Seok-hee từ chối không thương tiếc. Sau đó mẹ của Seok-hee đi tới trước bức tranh, nhìn vào bức tranh của mình mà nói ra rằng bản thân chỉ là một người thất bại. Nhưng không ngờ điều này đã đụng đến lòng tự trọng của anh cả, bởi vì đây là câu mà mẹ anh ta luôn luôn chỉ trích anh ta. Sau đó anh trở nên dữ tợn. Khi anh ta tỉnh lại, mẹ của Seok-hee đã ngã xuống trong vũng máu. Người anh cả đã sống với cảm giác tội lỗi trong nhiều năm. Cuối cùng anh ấy đã chọn cách tự sát để kết thúc cuộc đời mình. Bên này quản gia Han xảo quyệt đã tiêu hủy hết chứng cứ. Ngay khi mọi người nghĩ rằng bà ta đang chạy trốn thì bà ta lại xuất hiện trước mặt mọi người. Bởi vì chạy trốn không phải là phong cách của bà ta. Đúng hay sai? Kể từ khi bản thân lựa chọn thì bà ta đã quyết sẽ không hối hận. Quản gia Han bước vào phòng thẩm vấn rồi thẳng thừng nói Tae-hyeong không thể nào kết tội được mình. Thấy vậy sắc mặt Tae-hyeong liền thay đổi. Sau đó bà ta lại nói, bản thân có thể cung cấp bằng chứng để tự kết tội mình nhưng với điều kiện là nó không thể có bất kỳ ảnh hưởng nào đến tập đoàn MC. Sau đó khi ra tòa, quản gia Han đã thú nhận toàn bộ tội danh của mình. Cuối cùng bà bị kết án 4 năm tù. Mọi thứ đã bị xáo trộn. Chúng ta đều biết ai là người đã thắng trò chơi này rồi. Với lời thú nhận của quản gia Han, mẹ của Eun-jo cũng được xử trắng án. Seok-hee mời mọi người đến nhà mình ăn mừng chiến thắng nhọc nhằn này. Ở trong tù, người con thứ hai nhìn món quà mà người anh cả chuẩn bị trước đó cho mình mà không kìm được những giọt nước mắt. Và phu nhân cũng nhận được một món quà từ con trai cả. Đó là bức tranh về mẹ. Phu nhân nhìn vào bức tranh này bật khóc. Bộ phim đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Hãy đăng ký để ủng hộ mình ra nhiều bộ phim hay khác nhé. Tập hôm nay đến đây là hết mất rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.